Tiếp tục chương trình hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu quán triệt chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14 cùng 63 tỉnh thành trong cả nước tại các điểm cầu. Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được xác định là then chốt, phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm, trong đó xây dựng chỉnh đốn Đảng được Trung ương và cấp ủy đặc biệt coi trọng, triển khai toàn diện đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm và đạt được nhiều kết quả cụ thể, làm tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, Trung ương đã ban hành 14 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Có thể nói, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tại nhiệm kỳ Đại hội 12 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, tạo được lòng tin trong nhân dân và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, kịp thời tổng kết thực tiễn phát triển lý luận để đổi mới sáng tạo, chống bảo thủ trì trệ và đặc biệt coi trọng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp. Người đứng đầu các cấp phải thực hiện gương mẫu, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng. Trên cơ sở tổng kết và đánh giá toàn diện sâu sắc công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ 12 và căn cứ tình hình thực tiễn, nhất là về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ. Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Như vậy là Đại hội 13 là chúng ta có 5 nội dung cơ bản về xây dựng Đảng. Đó là về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và về cán bộ. Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất về xây dựng Đảng gồm 6 nội dung quan trọng. Một là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nội dung thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và nội dung thứ năm là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Cái thứ sáu là củng cố lòng tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngày mai, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc. Buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ giới thiệu quán triệt chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.